Nó lại về xí này. Đồ ăn cái này là gì vậy? Dạ. Ngồi lên chân. Cho câu nó ai câu bà nà mối. Ngồi bà thẳng đời và phía khu vực này. Ủa đều rất chuông đồng, rất bờ vì anh mày nhé. Nên là người tiếp gặp phù vân. Phù hợp đâu mùi đi. Chắc chả đang kích bùa trên bàn đây. Đòn. Thank you.
ครับหมอท่านครับคลีนนะครับครับมองไหนก็เราเรื่องบางใบนิดหน่อยนะครับเป็นตัวนี้ก็เลยได้ได้ตามบอกวัดเป็นตัว